Chào các con. Chào các con. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách xây dựng hành động của nhân vật. Hành động chính là cốt lõi cho cả tuyến của câu chuyện. Vậy hành động đấy được diễn ra như thế nào? Trước hết, chúng mình cùng tìm hiểu thế nào là hành động của nhân vật đã. Trong một câu chuyện, khi kể con phải chọn những hành động tiêu biểu của nhân vật. Những hành động tiêu biểu này sẽ lần lượt được kể. Thông thường, hành động nào xảy ra trước thì kể trước, hành động nào xảy ra sau thì kể sau. Ví dụ, cô muốn lấy ví dụ cho các con thông qua câu chuyện Sự tích hoa bìm bìm. Các con cùng theo dõi câu chuyện nhé. Sự tích hoa bìm bìm. Ngày xưa, từ lâu lắm rồi, không ai còn nhớ rõ, vạn vật không có nhiều màu sắc như bây giờ. Tất cả đều được phủ bởi màu trắng đơn điệu và buồn chán. Thế rồi, một chuyện lạ đã thay đổi vạn vật, làm cho chúng trở nên sinh động và nhiều màu sắc như hiện nay. Câu chuyện xảy ra như thế nào? Chúng mình cùng nghe nhé. Trong một khu rừng rậm hoang vu nọ, có nàng tiên đẹp tuyệt trần sinh sống. Nàng sống trên một quả cầu lớn với nhiều màu sắc: đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, tím. Một ngày kia, nàng ra một điều kiện. Ai giải đúng câu đố sẽ được nàng tiên tặng cho 7 viên ngọc màu. Câu đố của nàng là: hãy cho biết chiếc cầu vồng của ta có những màu gì? Câu đố thật khó. Các con vật và các loài cây trong rừng suy nghĩ mấy ngày liền mà vẫn chưa tìm ra lời giải.